vào 20 giờ ngày 17 tháng 8 tại khu vực xã Hua Trai, huyện Mường La, Sơn La, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an huyện Mường La, công an xã Hua Trai, huyện Mường La, công an xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu triển khai phương án tổ chức đấu tranh phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng Tráng A tổng sinh năm 2004 trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Tráng A Dơ sinh năm 2004 chú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La ra lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Tráng A Sư, sinh năm 2003, trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Tại cơ quan công an, Tổng và Dơ khai nhận được đối tượng Sư thuê vận chuyển giúp số ma túy với giá 10 triệu đồng trên một người. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang và giữ khẩn cấp các đối tượng gồm hai bánh heroin có trọng lượng 657,65 gram, 5 điện thoại di động, hai xe máy cùng một số vật chứng có liên quan.